vui được gặp lại quý vị tại lễ hội xoài năm 2022. Lễ hội nằm ngay con đường công viên Hai Bà Trưng thuộc thành phố Cao Lãnh và tổ chức cùng ngày với lễ dỗ ông bà chủ chợ Cao Lãnh, Đỗ Công Tường. Thì Trang sẽ đi giới thiệu sơ lược cho quý vị xem quang cảnh của buổi lễ hội xoài nha. Thì lễ hội được khai mạc tối ngày mùng 8 quý vị. Để Trang đi vào bên trong nè, trang trí rất là đẹp. Đây là những cái sản phẩm từ xoài. Dạ con chào ông. Đây Trang sẽ đi rồi. Đó, rất là nhiều gian hàng đặc sản xoài Đồng Tháp, xoài Cao Lãnh gì. Đây là xoài sấy nè. Trang chỉ quay giới thiệu cho quý vị, có dịp về Cao Lãnh ngay cái lễ hội xoài thì quý vị tham khảo thử nha. Bánh xoài cuộn. Đây, Trang đi giấc này cũng sớm quá quý vị, nên là cũng hơi vắng. Buổi tối thì có vẻ đông hơn nhưng mà tối Trang không có quay. Đi vào bên trong. Đây là xoài cát Hòa Lộc quý vị. Cát Hòa Lộc chín cây nên thơm lắm. Đây có bánh dân gian luôn. Bánh này bánh đậu khoai mì nướng. Bánh đúc gân, bánh khoai mì. Dạ. Này me hả chị? Me ngào. Me ngào lấy mình dùng miếng đá. Dạ. Giờ này chị mới dọn hàng hả? Mới dọn. Dạ. Làm không kịp thì dạ. Làm tại nhà. Dạ. Thôi là nó hôm qua bán cái tỏ mình về trễ. Dạ. 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 Mình đi qua đây. Giờ này bà con mới bắt đầu bày ra hả quý vị? Quý vị có đến đây thì còn 2 ngày nữa nha. Mùng 9, mùng 10. Gian hàng đồ ăn nè, xoài muối ớt. Giống không khí Tết như vậy. Ở bên đây sẽ có cái lễ hội thi chim. Nghe quý vị nghe âm thanh không? Những cái tiểu cảnh nè, quý vị đến đây chụp hình lưu giữ những bức ảnh đẹp. Đây là trà xoài, những thức uống từ xoài, xoài xoài tự hái, bánh uống mình đây, làm chị một ly trà xoài đi. Đây là bánh uống truyền thống của gì? Mango, sinh tố xoài. Có bánh uống miền Tây nữa chị. Dạ. Đây mình sẽ uống thử một cái ly trà xoài trong lễ hội xoài nha. Trà xoài của chị nhiêu? 20 ngàn. Rồi cho mời quý vị nha. Ống hút giấy gì bây giờ là chị em mình có 20 trắng không ạ? Một cái phiếu 30. Rồi của chị là cái tiền lẻ em nó mang ra đây ha. Em bàn giao chị luôn, tí 20 ngàn. 1 triệu 20 không? Phải đổi tiền nha quý vị, đổi thành cái phiếu. Hơi bất tiện quý vị. Em đếm đi 1 triệu 10. Nếu mà như vậy thì sẽ rất là khó mua đồ quý vị. Đếm đi
phải đi lại quầy đổi tiền. Tiền rồi mới mua được. Chị cái này cũng mua bằng phiếu luôn hả? Dạ không. Còn tiền ha? Dạ. Dạ. Con này bao nhiêu chị? Con đó 90. 90 ngàn, bé xoài. Dạ. Con nhỏ? Nhỏ thì 70. Dạ. Có con nhỏ nữa không chị? Dạ không, con đó là nhỏ nhất rồi. Dạ. Hơi lớn. Không biết treo ở đâu. Cái xài. Cái đó con, chỗ nào? Đây quý vị, muốn mua là phải đổi tiền thành cái phiếu. Xong rồi mình mới đi qua đây trả tiền. Em thấy cái này không hay cho lắm. Góp ý. Đây chị gọi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Muốn uống gì nó phải đi mấy vòng. Hơi hơi khó. Chà xài. Bánh hơi gian hàng bánh dân gian. Rất là nhiều màu, rất là đẹp luôn. Còn bên đây là bánh dạ, dạ bánh dưa lợn. Mình có bánh phu thề như vậy. Bánh su sê. Bánh dưa lợn. Bánh dưa lợn. Cắt ra vậy nè, nhìn giống như là cái thịt ba chỉ. Đó, có da lợn nha. Đây, ống kính nó đây. Rồi, mình đi tiếp tục. Mình là ở đâu em? Dạ, tụi em ở Cao Lãnh. Là mình đăng ký ở đây hả sao? Dạ, đúng rồi. Em sinh viên, em đăng ký. À, sinh viên vậy, khéo tay quá. Em sinh viên trường nào? Dạ, trường Đại học Đồng Tháp. Ừ, Đại học Đồng Tháp nè. Chị chúc em là bán đất nè. Dạ, cảm ơn chị. Đây là bánh khoai mì đúng không? Bánh chuối. Bánh chuối hả? À, à, giống bánh khoai mì quá ha. Bánh chuối nó cốt giờ. Rồi, mình đi ra đây. Có rất là nhiều gian hàng chưa có bài đủ hàng cho quý vị. Mấy con này con gì luôn hả con? Đây này quý vị, tại vì bé nó nhìn nó không biết cái gì, là cái lá sen và cái gương sen. Bé xoài. Đây là những sản phẩm sen Đồng Tháp. Móc khóa. Dạ có lá không? Lá bự thật đó luôn. Này là dưa, dưa sen. Quầy hàng lưu niệm. Những cái vỏ sắt này. Này móc, cái này đang như cái bằng gân. Mẫu mã cũng khá là đẹp ha. Đây là lồng đèn, vẽ lồng đèn 30.000. À, lồng đèn Hội An hả? Đây qua đây cho các bé vẽ nè quý vị. Chưa biết vẽ chữ hả? Tiền ơi, một kiệt tác. Thôi mình vẽ cây hoa nha. Một kiệt tác hoa nha. Đây mình đi qua bên đây coi bé làm gì đây. Con nặng gì vậy? Dạ, con nặng thuyền xài. Thuyền xài luôn hả? Lấy hoa xài, nặng thuyền xài á. Đẹp quá. Wow, khéo quá. Đây, đẹp quá. Xoài cá chu cái gì? Giờ là chẹo mùa xoài rồi phải không? À, con nhà con vườn xoài mà con dưới huyện á. Dạ. Giờ sao mà cái này trồng thời nào mà giờ này có trái hay á? À, cũng như nó cũng có một hai vườn á con. Dạ. Ít lắm luôn á. Dạ. Miệt Mỹ Xương rồi giờ cũng hiếm. Dạ cái máy quay. Hả? Dạ cái máy quay phim. Máy quay phim hả? Dạ dạ. Đi gọn gọn dưới này. Dạ. Mùa này mà có xoài là Đồng Tháp mình hay rồi.
Dạ. Rồi con cảm ơn nha con. Dạ. Trái xoài này lão quá vậy. Em. Đây, trái xoài là được đem như đây trưng. Tại vì Đồng Tháp của Trang là đặc trưng là trái xoài. Sợ cắt hoa lọc. Đây là một cái trái xoài làm thành một cái bản đồ. Tôi nghĩ chắc cái hình này là theo cái bản đồ của tỉnh Đồng Tháp luôn vậy. Khu vực trồng xoài có thể là rất là rộng. Rất là dễ thương ha. Ai kể xoài nè. Trái xoài nè. Xoài này làm đến trái ớt hiểm quá vậy. Đây là những mô hình phỏng theo cái cách mà xoài của người dân địa phương Trang. Hy vọng là trái xoài sẽ vươn xa xuất khẩu ra nhiều nước. Đây, ý nghĩa của trái xoài là có thể là sẽ đi xuất khẩu ra rất nhiều nơi. Và trong cái chiếc máy bay sẽ có cái câu là xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh. À, nhất là cái vùng đất Mỹ Xương, ở đó sẽ có cái hợp tác xã xoài cái gì. Những cái này là để tượng trưng á. Đây, này là xoài Đài Loan đỏ cái gì, trái nó lớn. Này, xoài Đài Loan xanh nè, xoài này ăn đặc biệt không chua. Này là xoài Hòa Lộc, là một trong những cái loại xoài ngon nhất của trong họ nhà xoài như quý vị. Chín cây nó ngọt, chua chua dịu. Đây là không gian trang trí rất là bắt mắt quý vị. Ở trên này là trái giả hết nha, nó mới có thể trụ được vậy á, chứ mấy cái kia nó sẽ khó lắm. Bên đây là xoài thiệt nè, xoài là cái cuốn nó thường chắc, còn mấy cái xoài như xoài chu, xoài cát rồi cái cuốn nó yếu lắm quý vị. Đây, xoài ta. Nam đi vào không? Đi vào không? Đắt cho hai em nhưng mà em đừng níu nhá. Nhẹ nhẹ rồi đi. Bên này hoặc là bên kia luôn. Đây là không gian bên ngoài nha quý vị. Không được nghỉ xoài. Đây, rất nhiều khách ở phương xa về đây. Đây, xoài cát chu bao vàng quý vị. Bao vàng lý do cái bao đó nó màu vàng và che được cái nắng, không phải màu vàng quý vị, Trang xin lỗi. Cái bao của nó che lại cái nắng nên cái trái của nó sẽ ra màu như vậy. Nó không còn màu xanh, nó vẫn là trái xoài cát chu bình thường của mình luôn. Chỉ thay đổi về màu sắc thôi, màu da thôi. Đây là xoài non. Này làm dưa xoài non. Đây hay còn gọi là xoài bao tử. Ngâm chua. Ăn chua chua ngọt ngọt giòn chấm muối. Đây là những cái thuyền xoài. Trang xin phép kết thúc cái clip xoài này ở đây ha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chia sẻ mới về những lễ hội tiếp theo. Và có lẽ đây là lễ hội, một trong lễ hội mà rất là thú vị và ấn tượng đối với vùng đất Cao Lãnh của Trang, đó là đặc biệt về trái xoài.
tôn vinh lên được cái trái xoài của bà con nông dân ở địa phương, và hy vọng là trái xoài sẽ có cơ hội đi nhiều nơi hơn, đến gần hơn với quý vị. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ở đây là cặp bên gần đường lại đền thờ ông bà chủ chợ nè quý vị. Đối diện với chợ ngã tư Đèn Dầu sẽ có những cái gian hàng đồ chai phát miễn phí hôm nay, đông lắm luôn. Các bà con từ phương xa lại, người dân ở Cao Lãnh về dự lễ dỗ nè. Bánh tét ngày hôm qua là cúng xong mà cũng phát luôn đó quý vị, gửi tặng cho bà con hết. Sẽ có lễ hội thi chim và là bến sông cái gì nói liền giữa con đường Nguyễn Thái Học phường 4, và bên đây là trước mặt là cây cầu Đúc cái gì, còn bên đây là đường công viên Hai Bà Trưng, đường đi bộ cặp bờ kè.